Xin chào cả nhà thân yêu, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mr. Money. Hôm nay bên mình tuyết lại rơi rất là nhiều và trời thì rất là lạnh. Và mình ra đường hôm nay là nhìn tuyết phủ trắng xóa luôn. Đó, mọi người thấy những cái con đường mà mình hay đi nè, là hôm nay tuyết phủ đầy đến nỗi mà không có nhìn thấy đường ở đâu nữa. Và xe thì đi dọn tuyết không có kịp luôn. Bởi vì ở cái làng của mình á, là mình thấy là chỉ có hai chiếc xe đi dọn tuyết thôi. Một chiếc xe lớn và một chiếc xe nhỏ. Nhưng mà do tuyết rơi quá nhiều đó cho nên là người ta phải dọn ở những cái đường chính đó. Những cái đường mà xe chạy thì người ta phải dọn trước. Và những cái đường mà đi ở ngoài ruộng như thế này thì khi nào rảnh thì người ta mới dọn. Còn mình đi là mình phải tự liệu ha. Hôm nay thì tuyết rơi rất là nhiều, nhưng mà ở dưới lớp tuyết này thì lại đóng một lớp đá. Cho nên mặc dù mình đi trên cái lớp tuyết vừa mới rơi, nhưng mà đường vẫn rất là trơn. Bình thường khi mà tuyết mới rơi đó thì nó còn khô và mình đạp lên đó, nó không có trơn. Nhưng mà hôm nay thì mình trượt, mình mém té mấy lần. Bởi vì ở dưới là cái lớp đá mà mình nhìn mình không thấy đó. Hôm nay thì xin mời cả nhà cùng mình đi dạo ngắm cánh đồng tuyết và nghe mình bật mí nghề mà Calvin, con trai lớn của mình, đang học ha. Thời gian vừa qua cũng có khá nhiều bạn hỏi là con trai mình học nghề gì. Và hôm qua thì khi mà Calvin nói chuyện thì mình có nói là Calvin đang đi học nghề, thì cũng có một số bạn hỏi là học nghề gì. Thì hôm nay mình sẽ trả lời trong video này. Hôm nay nếu như mà Calvin ở nhà đó thì mình sẽ lại rủ Calvin lên video và mình hỏi trực tiếp để cho Calvin trả lời trực tiếp cho mọi người nghe. Nhưng mà hôm nay thì Calvin lại đi học rồi, cho nên là nếu như đợi tới cuối tuần thì hơi lâu. Còn như trong ngày thì Calvin đi học rất là sớm và về thì chiều muộn rồi. Cho nên hôm nay mình sẽ trả lời mọi người luôn cái quá trình mà con mình đi xin học nghề như thế nào và học nghề gì. Trước đây thì mình cũng có một cái video nói về hướng nghiệp và xin học nghề ở Đức. Thì con mình cũng vậy. Khi mà con mình học đến lớp 8, lớp 9 á, thì lúc đó là trường tổ chức nhiều cái buổi hướng nghiệp đó. Thì mời các công ty về trường để giống như là buổi triển lãm vậy đó mọi người. Thì các công ty tới đó để tự giới thiệu mình. Và các em học sinh thì được chuẩn bị các cái bộ hồ sơ đó để đến đó và gặp những người mà đại diện của công ty để hỏi, để phỏng vấn về các ngành nghề và các mức lương, rồi điểm để xem là cái lực học của mình đó thì phù hợp với ngành nghề nào. Trong đó là cũng có là học tiếp đại học, hoặc là có ngành công an, ngành quân đội, rồi nói chung là đủ các ngành nghề hết đó mọi người. Thì không những trường con mình tổ chức không, mà là những thành phố cũng tổ chức, những thành phố lớn họ cũng tổ chức như vậy đó. Thì là mình cũng đi cùng con đến nhiều nơi khác nhau. Và sau đó thì học sinh cũng tìm ra được một chút cái hướng đi cho mình rồi. Thì bắt đầu trường cho đi thực hành, đi thực tập. Thì trường ra cái quy định là mỗi một em phải đi thực tập 3 nơi, ít nhất là 3 nơi, tức là xin vào 3 ngành nghề khác nhau, để 3 công ty khác nhau để thực tập, để các em thử thực tập làm việc 1 tuần hay là 2 tuần gì đó mình quên rồi. Làm việc trong đó mỗi một tuần là 40 tiếng. Thì làm việc như vậy để các em xem là mình có phù hợp với cái công việc đó hay không. Thì các em có quyền tự do chọn công ty, xí nghiệp. Và sau đó thì các em nộp đơn đến những nơi đó. Thì khi mà đi thực tập như vậy là sẽ không có lương. Tức là các em sẽ được vào thực, các em sẽ được, khi mà được nhận đó, thì các em sẽ vào thực tập như là một người đi làm việc bình thường vậy đó. Từ 8 giờ cho tới 4 giờ chiều. Thì con mình lúc đó là xin vào 3 nơi, 3 ngành nghề khác nhau. Một nơi là ngân hàng, một nơi là bên ngành cơ khí, và một nơi là bên viện dưỡng lão. Thì khi mà thực tập 3 nơi như vậy đó, thì con mình đưa ra cái kết luận là vào ngân hàng thì rất là nhàm chán, bởi vì cả ngày đứng đó không có phải làm việc gì hết. Mà Calvin thì lại thích làm cái này làm cái kia, chứ còn nếu mà nói là đứng không như vậy thì cảm thấy nhàm chán đó. Còn vào thực tập trong viện dưỡng lão thì Calvin nói là Calvin rất là thích khi mà
giúp đỡ người già. Tại vì trong viện dưỡng lão là chăm sóc người già đó, thì Kevin cũng cảm thấy rất là thích. Nhưng mà đến cái nghề cơ khí đó thì là Kevin lại là thích nhất. Cơ khí ở Đức thì sử dụng máy móc cũng rất là nhiều, cho nên là khi mà Kevin vào thực tập một tuần hay hai tuần gì đó thì làm ra được những cái sản phẩm nhỏ nhỏ rất là dễ thương, từ kim loại đó mọi người. Thì Kevin về, Kevin cảm thấy rất là thích và cuối cùng là quyết định là theo ngành cơ khí. Thì sau đó nói chung là có rất là nhiều lựa chọn. Nhưng mà lúc đó mình cũng chưa có chắc là con mình nên học tiếp gymnasium để vào đại học hay là đi học nghề. Thì lúc đó là mình cũng lưỡng lự, và con lúc đó cũng chưa có biết chắc. Con nói nếu như đi học nghề đó thì sẽ vào ngành cơ khí, còn nếu không thì sẽ học tiếp gymnasium. Nhưng mà khi đó ông xã mình thì lại nói là nên cho con đi học nghề, bởi vì Kevin lúc đó đi học trong trường thì rất là lười. Mỗi lần mà về là mình phải kèm cặp, mình phải bắt học bài. Nói chung là lúc mà còn học lớp 10 đó là mình hay cãi nhau, tại vì hay bắt Kevin là phải học bài đó. Cho nên mình thấy cũng thấy rất là mệt. Và sau đó thì ông xã mình nói là thôi cho Kevin học nghề. Thì Kevin cũng ok, Kevin cũng muốn là đi học nghề. Và cuối cùng thì Kevin đã xin vào ngành cơ khí và đi học ngành cơ khí. Thì Kevin xin vào cái ngành này thì học nghề 2 năm. Thì khi mà đi học nghề rồi đó, mình thấy là đó là một lựa chọn, một quyết định rất là đúng. Bởi vì khi mà Kevin đi học về rồi đó thì suy nghĩ lại khác hẳn, không có còn như là lúc ngồi học lớp 10 nữa, mà tự giác rất là nhiều. Ví dụ như là lúc học lớp 10 là đi học về là mình phải nói là phải học bài, phải làm bài. Rồi đến lúc mà kiểm tra thi đó thì mình phải nhắc nhở liên tục. Nhưng mà khi mà đi học nghề đó về thì học nghề như mình đã chia sẻ là vẫn có một buổi đến hai buổi học trong trường một tuần, vẫn học môn toán, môn tiếng Anh, môn tiếng Đức và môn kỹ thuật. Thì đó thì Kevin học những cái môn đó là nó về chuyên ngành cơ khí của Kevin á. Mình thấy về thì rất là tự giác. Từ lúc đó thì mình lại không phải nhắc nhở đến học bài nữa, mà lại tự giác học và điểm lại rất là tốt. Khi mà học còn học Reasule đó, học lớp 10 thì điểm chỉ là trung bình thôi. Nhưng mà sau khi mà đi học nghề đó thì lại điểm thành điểm khá. Và sau đó thì Kevin lại có cái suy nghĩ khác. Nếu như trước đây thì chẳng bao giờ nghĩ tới tương lai hết, không chỉ cần chỉ lúc đó là Kevin chỉ nghĩ là sau này cuộc sống thì làm cái gì cũng được. Nhưng mà khi mà mình thấy đi học nghề rồi đó về thì lại thấy là tinh thần Kevin rất là vui vẻ, rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Và lại nói là con muốn là sau này con học, khi học xong nghề rồi con sẽ học tiếp, học lên kỹ sư hoặc là học lên master. Mình nghe thì mình thấy rất là vui, bởi vì Kevin khi mà đi học nghề thì đã có suy nghĩ khác. Trước đây thì rất là lười học, mình luôn phải kèm cặp, phải nhắc nhở. Nhưng bây giờ thì lại tự nói là muốn học tiếp. Mình thì mình luôn khuyến khích con là học tiếp, học lên càng cao thì sau này cuộc sống càng thoải mái hơn. Bởi vì làm việc thì là làm cả cuộc đời. Đó, còn đi học thì là chỉ vài năm thôi. Nếu như bỏ ra thêm vài năm nữa để học tiếp thì sau này có cuộc sống tốt hơn. Thì mình cũng mong là Kevin sẽ giữ cái suy nghĩ như bây giờ, tức là sau khi học nghề xong thì sẽ tiếp tục học lên master hoặc là học lên kỹ sư. Thì mình cũng có nói với con là nếu như mà con muốn học tiếp thì mình vẫn hỗ trợ con, mình vẫn nuôi cho đến khi nào học xong thì thôi. Còn nếu như mà không học tiếp sau này, học nghề xong thì lúc đó là phải dọn ra riêng và phải sống tự lập. Video hôm nay mình đã chia sẻ về nghề nghiệp của Kevin, con trai mình đang học hiện nay. Bây giờ thì mình xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Và nếu các bạn cảm thấy thích video này thì nhớ bấm like, bấm share và bấm đăng ký kênh để đón xem những video mới nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.